Dạ. Mà sao nó nói ở đâu mà không thấy? Học phải nghe thấy cái gì trời? Không, em học đây đi, điểm danh. Chủ yếu điểm danh thôi chứ học hành gì đúng không? Dạ. Trên lớp còn học nữa, học online. Cái này là cái bớt hay là cái ấy vậy? Cái màu xanh đó nhỉ? Ừ. Cái bớt. Mất lắm rồi, như mình ngủ vậy trời. Mất. Bên em mất nó mỏi kinh khủng luôn. Cái nào mà có vaccine không? Ừ? Cái vaccine là từng cả tháng rồi. Thế mấy đứa thấy chị có ăn gì không? Trước giờ chị cũng vậy rồi chứ khác gì đâu mà chị đổ ra vaccine. Ý là giảm ăn là nó phải giảm ký xuống chứ. Thì ngày xưa 60 ký, giờ còn 56 ký á. Lúc nào cũng vậy á. Ăn mà có con nó chắc 70 ký quá. Ai đẻ thì chị? Thuê người đẻ hộ. Ra tiền nhiều làm gì? Mà tiền nhiều để làm gì? Thuê người đẻ hộ. Ừ. Mà nó giống đâu giống mình? Sao giống được? Ủa vậy hả?
mấy trứng của mình là giống mình hả? Giống mà. Tưởng sao ai nuôi là người nhỏ giống người đó chứ. Nuôi trong bụng á. Dạ. Quen. Lấy bụng nó quen đau luôn hả? Về chúng chân nó hết ẩm luôn nè. Hả? Ra móng mũi cho làm gì ra được nhanh? Bạn là thằng trai không à? Xài thuốc hay đường đen vậy hả? Thuốc gì? Nhưng nó không nhiều bụng mà cục nào cục này chất lượng mà. À, bằng gì không? Dạ, tài chính. Có lúc đi học tại trường chưa? Chưa gì, hết qua Tết. Năm nay vẫn học online. Ủa, nhà em ở trên này hả? Dạ.
ngày dài chắc cũng buồn ngủ lắm đi. Nói với mình lỡ mai, ví dụ như lỡ mai ông gọi thì làm sao mà em biết được? Không, thầy này dễ nên em mới làm vậy. Chứ bình thường có nhiều thầy kêu bật cam hết cái buổi luôn. Cái môn cũng quan trọng lắm. Dạ. Điểm danh đi kìa. Thấy tên gì vậy chị? Nhanh lấy điện thoại nữa. Hết rồi, ta đi. Không, em gần cuối. Em chữ V lắm. Cắt ra.